Đoàn đại biểu thành phố Gunsan, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc với thành phố Vũng Tàu. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu. Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu thành phố Gunsan, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đã giới thiệu tổng quan về thành phố, trong đó nhấn mạnh tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch. Đánh giá thành phố Vũng Tàu và thành phố Gunsan có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế và văn hóa. Lãnh đạo thành phố mong muốn mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai thành phố sẽ ngày càng phát triển. Thay mặt đoàn đại biểu thành phố Gunsan, ông Kim So-kun, giám đốc Ban An toàn Tổng quan thành phố Gunsan, khẳng định Gunsan rất quan tâm đến việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng nhau phát triển với thành phố Vũng Tàu, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Trong những ngày lưu lại thành phố Vũng Tàu, đoàn đại biểu thành phố Gunsan sẽ thăm các địa điểm du lịch nổi tiếng của địa phương như di tích Bạch Dinh, bảo tàng vũ khí cổ, nhà lớn Long Sơn, từ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác du lịch giữa hai thành phố thêm gắn kết hiệu quả hơn trong thời gian tới.